Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với một chàng trai. Không biết là bạn ấy sẽ mang đến một cái tâm tư hoặc là một cái điều thuộc về tình cảm tích cực hay là chưa được tích cực lắm, nhưng mà nhìn bạn ấy thì rất là tươi tắn. Xin chào chàng trai áo hồng. Dạ, em xin chào chị Tôi Nha và chương trình Chuyện Chưa Kể. Em tên là Lý Phong Nhật, năm nay em 19 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Ngày hôm nay thì thứ nhất chị muốn hỏi là em có một cái mong cầu gì với cái câu chuyện ngày hôm nay? Tức là em mong rằng wow, sau câu chuyện ngày hôm nay thì mình giải tỏa được một cái chuyện nó liên quan đến gia đình, đến bản thân, đến cuộc đời, đến bạn bè hay đến đồng nghiệp. Sao hôm nay em muốn giải quyết cái chuyện khúc mắc của gia đình em và cuộc sống của em. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ câu chuyện của gia đình đi. Câu chuyện của em nó sẽ là cái chất liệu nào? Dạ, câu chuyện của em thì nó về bị phân biệt đối xử và thiên vị. Vậy thì nhà mình có mấy anh em nè? Dạ, nhà em thì có 3 anh em, 2 trai, 1 gái. Em thì ở giữa, còn đứa em gái và anh trai của em. Vậy thì tâm tình của một cái đứa con ở giữa nó sẽ là cái gì trong cái trải nghiệm của Phong Nhật? Mẹ em có bầu em thì ba em lại thích con gái. Xong rồi khi để em gà con trai thì ba kiểu mà không thích cho lắm á chị. Thì sao em biết là ba không có thích em? Vì em không phải là con gái, ai là người nói cho em nghe? Mẹ em đẻ em là gì, em nuôi mẹ em là ba gì, em kể là ba em không có thích cho lắm. Tới khi đẻ lớn lên em cũng bị phân biệt đối xử. Tới khi có em mọi người đã kể cho em nghe về cái thái độ cũng như cái cách mà ba đối xử hoặc là ba đón nhận cái việc chào đời của em như thế nào để mọi người tin rằng là ba không có thích thằng bé này đâu? Tại vì em có nghe cái lời kể lại là từ dì tư của em nuôi em, là nói là khi mà sinh ra em thì ba kiểu không quan tâm lắm, tức là không có nựng nịu rồi cũng không có cái chuyện chăm sóc. Dạ, từ đồ đạc luôn á chị. Từ đồ đạc luôn. Dạ vâng. Khi nghe dì em kể lại thì em cũng buồn quá chị. Cái năm đầu tiên em đi làm là cái năm hết lớp 8, đầu năm lớp 9 là mới có mười mấy tuổi thôi. 14 tuổi chị. Kiểu mà tự lập được rồi chị. Bắt đầu người nhà dòng họ mới kể cho em nghe. Rồi, vậy thì khi mà mọi người kể cho mình nghe, với một đứa trẻ mà được nghe kể về cái cách mà ba mẹ mình đối xử với mình thì thông thường cũng sẽ có hoài nghi. Vậy thì khi mà mình nghe mọi người kể cho mình xong rồi, em có rà lại, chọn từng sự kiện để mình bắt đầu tin là đúng á, bởi vì ba đã từng thế này với mình. Khi em bắt đầu lớn lên thì cách 4 năm nhà mẹ em có thêm đứa em gái nữa. Lúc đó là kiểu ba cưng lắm chị. Là năm em 4 tuổi. Dạ. Là em có em gái. Dạ, rồi. Lúc đó là ba cưng em gái em lắm. Chẳng hạn như là ba mua đồ chú. Ba đi mua đồ ăn cho đi biển. Lúc đó cho em đi biển, làm nghề biển. Là chẳng hạn có tôm hùm là ba cho em gái em ăn chú. Rồi mới tới anh hai em là người cuối cùng để ăn. Lúc đó em cảm thấy bị tủi chị. Ba lúc nào cũng dành cho em gái và anh hai hết trơn. Em cũng thấy em không có được cái gì hết. Có khi nào mình khóc chưa? Dạ có. Là cái năm đó là cái năm sinh nhật 12 tuổi của em. 12 tuổi? Dạ. Tại vì thường là sinh nhật của em gái em và anh hai em thì đều có quà từ ba từ mẹ. Tới sinh nhật em thì không có làm lớn như anh với hai với em gái của em. Còn tới sinh nhật mình thì ba chỉ làm nhỏ, chỉ có vài người bạn thôi. Quà thì quà của bạn bè của em chứ không có quà của gia đình. Có khi nào ba mẹ giải thích là tại vì cái lý do nào mà sinh nhật của mình thì ba mẹ làm gọn gàng hơn không? Dạ không, tại vì em thì với ba mẹ thì kiểu không có tâm sự được chị. Ít nói chuyện luôn. Dạ, ít nói chuyện hẳn luôn. Còn cái nỗi ám ức nào để mình thấy rằng rõ ràng là mình đã khác với hai người còn lại không? Cái chuyện bên nội với em thì nó có nhiều vấn đề phức tạp lắm. Tại vì cái người cô em của ba em là nói thẳng một câu luôn: mày biết phải con ruột của ba mày không? Ý là không có nhận em là cháu á chị. Vậy thì có phải vì lý do này mà vốn ba không thích mình không? Chứ không phải là câu chuyện liên quan đến con trai hay con gái. Em cũng không nghĩ lý do đó. Vì từ khi em đi làm ra đời em mưu sinh một mình em là bắt đầu ba mẹ thì hẳn không quan tâm luôn. Là năm đó là mình lớp 8 đó hả? Dạ, lên mới 14 tuổi bắt đầu em đi biển rồi. Năm 14 tuổi là mình đi biển. Dạ. Với cái đề nghị của gia đình hay là mình muốn? Lúc đó thì gia đình em mới xây nhà lại mắc nợ. Em thì muốn giúp cho gia đình thoát cái cảnh mà thiếu nợ. Nên 10 ngày nữa tụi trường lớp 9 em đã nghỉ, em đi biển luôn. Còn anh hai thì sao? Lúc mà em đi biển thì anh em đã đi nước ngoài. Năm đó anh hai vừa chồng 18 tuổi. Anh em đi với mục đích là kiếm tiền, để về phụ giúp. Mà khi đi qua bển thì đi về cũng không có bao nhiêu tiền. Rồi em đi biển với cha, thời gian em tuổi nhất. Thời gian đầu đi biển là chị biết sóng biển nó lớn á, em không có làm được. Rồi bị ba quánh, ba nó mới nói là đi làm cho người ta thì ra làm đi, rồi gán làm đi. Rồi bắt đầu thời gian làm dần dần em quen với biển luôn. Rồi bắt đầu em làm gần 3 năm chờ mà biển. Em có nghĩ là cái cách mà ba đối xử với mình á, nó không phải là vì một cái sự phân biệt đối xử, đơn thuần đó là vì
vì cái tính khí của một cái người đàn ông lao động chân tay, của một cái người không có theo cái phong cách mà nuôi dạy con kiểu nhẹ nhàng. Cho nên là việc mà ba làm với em vốn là cái việc là ba sẽ làm không phải vì ba không thương em bằng thương anh hai và thương bé Út không? Em không nghĩ là vậy, tại vì trước khi em đi làm là ba với mẹ em đã phán một câu là đứa nào làm có tiền thì đứa đó có quyền trước rồi. Điều đó có nghĩa là anh hai mình đã đi làm trước đó dạ. rồi. Nhưng em nghĩ là em gái em chưa đi làm được mà ba mẹ em lại nói cái câu đó với em. Chị sẽ thừa nhận ở cái việc là có thể có sự khác biệt trong cách đối xử giữa em và em gái của em. Yeah. Có thể nó sẽ liên quan đến thứ nhất là cái nhìn, cái quan điểm của phụ huynh về giới tính. Là kiểu như con gái thì nó sẽ cần được đối xử nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ hai là nó nằm trong cái mong cầu về cái việc là sinh ra được một đứa con gái. Còn em với anh hai em, thực ra em thấy cái sự khác biệt nó có lớn không? Cũng không quá lớn, tại vì khi anh em cũng đi làm tự lập, em bắt đầu em đi làm em cũng tự lập, em không có đụng tới tiền của ba mẹ nữa. Em với anh hai em có dễ nói chuyện với nhau không? Em với anh em hồi lúc trước thì cũng có khó nói chuyện, từ khi em lên Sài Gòn em ở với ảnh thì hai anh em thì bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tính em thì ban ngày thì nói nhiều, ban đêm thì lại kiểu mà tâm trạng xuống, lắng xuống. Còn anh em thì im lặng rồi, ảnh không nói. Dù có chuyện gì đó lớn là xảy ra ảnh cũng không nói, khi mà đụng tới chuyện thì ảnh cũng mới nói. Vậy thì em có nghĩ là ảnh cũng có tâm tư không? Kiểu nó cũng không có chấp nhận được, nó cũng có rất là nhiều những cái nỗi uất ức với ba mẹ. Em nghĩ là anh hai có những cái tâm trạng đó không? Em nghĩ anh em có, nhưng anh em không có nói trong lòng. Anh em chỉ để trong lòng thôi, cho qua thì... Thế là cái biểu hiện nó khác với mình thôi, đúng không? Tính cách của anh em và em nó khác nhau. Thế thì em gái em thì sao? Cái cách đối xử là của phụ huynh, nhưng mà cái tiếp nhận là những đứa con. Em gái em thì tới thì không có khó. Nó khóc, mỗi lần khóc thì ba lại chửi. Còn như lúc em đi làm lập nghiệp được rồi, có tiền rồi, em gái xin tiền không cho thì lại chửi nữa. Kiểu mà, ủa, có mấy chục ngàn hay cái mấy trăm ngàn, tại sao không cho em mình mà như vậy? Thì tất nhiên không phải là em không cho em mà em phải có lý do riêng em mới không cho nó. Và khi đó bệnh chị, thì cái tính em hay suy nghĩ nhiều. Mới kêu là ba với mẹ có rảnh không đi khám bệnh với em. Ba mẹ nói là không có rảnh đi. Bác sĩ có nói là cái bệnh em là cái bệnh rối loạn tâm lý. Thế thì gia đình em tiếp nhận cái bệnh án, cái thông tin đó của em như thế nào? Hôm đó buổi sáng em đi khám mà tầm trưa em về á, đưa cái tờ giấy khám bệnh, sổ khám bệnh của em ra là ba với mẹ con bị bệnh như vậy nè. Mẹ với ba mới nói là bệnh tao chưa lo, lo cho mày làm cái gì? Bệnh tao chưa lo, lo cho mày làm cái gì? Thì lúc đó em bị vừa buồn mà vừa tủi mà vừa tức chị. Kiểu mà tức tại sao ba mẹ mình nói cái đó ba mẹ lại không quan tâm mình, không hỏi thăm mà con sao vậy, rồi con có sao không, rồi hôm nào để ba mẹ đi tái khám lại với con. Cái câu mà ba mẹ em đã nói vào thời điểm đó, dĩ nhiên câu đó vào thời điểm đó đối với em nó đau lắm, như là một cái nhát dao đâm thẳng vào trong tim á. Là thân ta tao lao chưa xong, lấy gì tao lao cho mày. Mà thật sự là họ cái câu đó đúng nghĩa đen á. Lúc đó thì cha mẹ em ly hôn, mới vừa ly hôn được 2 năm chị. Vậy em có nghĩ rằng là chính họ cũng không có ổn không? Em cũng có nghĩ là chắc cũng cha mẹ em cũng có một vấn đề gì hay ha, một số vấn đề gì đó nên không ổn nên mới ly hôn. Thứ nhất là chị hoàn toàn chia sẻ với cái tâm tư của em. Nó rất là chính đáng, bởi vì tự nhiên mình chào đời, mình thấy rõ ràng là mình không có được cưng chiều, mình cũng không có được yêu thương. Mỗi ngày mình lớn lên thì mình lại thấy cái sự khác biệt giữa mình với những cái người con còn lại. Cái chuyện chạnh lòng của em là một cái chuyện nó rất là hợp lý. Tuy nhiên nếu như với tất cả những cái gì mà mọi người đang sống theo cái quan sát của em thôi, em sẽ nhìn ra được một cái chuyện như vậy này nè Nhật. Là người ta không thể nào đối xử tốt với một người khác nếu như chính bản thân của họ không có khỏe mạnh. Bản thân ba mẹ em muốn mang lại hạnh phúc cho các con của mình thì nó phải có 2 điều kiện rất là cơ bản cần được đảm bảo ha. Một đó là họ phải đủ hiểu biết để đón nhận con mình là chính nó trong mối quan hệ với mình, mà không bị dính mắc vô câu chuyện là nó phải theo ý của mình. Và cái điều thứ hai là chính họ phải có một trải nghiệm hạnh phúc thì họ mới mang lại cái hạnh phúc cho người khác. Ở đây khi chị nói điều này không có nghĩa là chị phủ nhận nỗi đau của em nha. Nhưng mà bây giờ việc của chúng ta là gì? Nỗi đau nó cũng đã xảy ra rồi. Muốn hay không thì cái trải nghiệm thơ ấu của em nó đã qua rồi. Nhưng mà bây giờ mình không thể nào ôm cái nỗi đau đó mình đi cả đời được, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ làm sao để mình bỏ nó xuống? Thì cái cách mà người ta nói về cái việc đó là bỏ xuống một nỗi đau đó, đó là cái việc là mình hiểu cho cái người mà tạo ra cái nỗi đau đó cho mình á. Vậy thì bây giờ em hiểu cho người khác một chút thì em sẽ hiểu nè. Anh hai của mình cũng phải bươn chải rất là sớm, và chắc chắn ảnh cũng có tâm tư của ảnh. Và khi ảnh cũng là một đứa trẻ chỉ lớn hơn mình có vài tuổi thôi, thì mình cũng không thể đòi hỏi là ảnh phải yêu thương và bao dung mình một cách đúng đắn, tại vì ảnh còn có nỗi khổ của ảnh nữa. Rồi em gái của mình rõ ràng là nó được ưu tiên hơn mình, nhưng suy cho cùng nó cũng là một đứa bé thôi. Và cái đứa bé đó bây giờ người lớn cho gì thì nhận cái đó.
Em không thể đòi một cái đứa bé là nó phải hiểu chuyện ngay từ lúc nó mới đẻ ra được. Nhưng mà cuối cùng rồi mình thấy cái gì? Ba mẹ của mình đối diện với cơm áo gạo tiền. Bây giờ em cũng là người đi làm rồi nè. Tất cả chúng ta đều đang phải đi kiếm tiền đây. Thì rõ ràng em thấy kiếm tiền nó vất vả. Và khi mà người ta vẫn chưa có yên tâm với cơm no áo ấm, người ta khó dịu dàng với người khác. Và cái thứ hai là bản thân ba mẹ mình chắc chắn một điều là họ không có được trang bị kiến thức để hiểu về tâm sinh lý độ tuổi. Họ không có hiểu là cái năm em 3-4 tuổi em có những cái khủng hoảng gì đâu. Họ không có hiểu được tâm lý của một đứa bé xong rồi phải có thêm một đứa em là nó bị thiệt thòi cái gì. Cái đó phụ huynh em hoàn toàn là một cái vùng tối, họ không biết. Và cái thứ hai là chính họ còn đang không hạnh phúc với nhau, đúng không? Thì chị nghĩ là cái hành trình chữa lành trong tương lai á, nó sẽ thuộc về cái câu chuyện là em phải tự xây dựng một đời sống khỏe mạnh cho riêng mình. Còn cái chuyện gì mà nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Em nhắn tin cho ba mẹ đi. Mình không nói được tại nó ngại miệng. Thực ra ví dụ như với công việc của ba má hiện nay thì cái việc viết thư thì nó cũng hơi khó với em. Nhưng mà tin nhắn chắc chắn mình làm được, bởi vì em vẫn còn số điện thoại ba mẹ. Tin nhắn thì viết cho ba em thì ba em sẽ đọc được. Đúng. Còn viết cho mẹ thì mẹ sẽ không đọc được. Vì sao? Mẹ em không biết chữ. Người kế bên mẹ là ai? Cái người đó cũng không biết chữ luôn. Rồi còn gì mình đâu? Dạ, tại vì Em gái mẹ hiện giờ sống Bình Dương. Ở riêng, chị chỉ cho em cách. Mẹ có xài Zalo không? Dạ có. Nhắn voice. Khi em làm cái điều này nè, không phải là dành cho ba má em đâu. Em tin chị đi. Khi em ngồi em làm cái này tự nhiên trong lòng em nó nhẹ lắm. Em thực sự thoát ra khỏi quá khứ khi em dám nói về cái điều đó với phụ huynh. Có thể nó không có cái gì nó tốt hơn, nó diễn ra trong quá khứ, nhưng chí ít nó không tệ đi. Nhưng mà chị cam đoan với em là nó chỉ có tốt hơn trở lên thôi. Ba mẹ em chị tin là khi họ nhận được những cái điều đó ở em, không chừng vừa nghe vừa đọc mà vừa khóc. Chị hy vọng là em đủ can đảm làm điều đó, nhưng mà rất là nên làm. Hãy làm đi. Thời gian em sẽ làm. Cho mình một cái thời gian đi, đừng để việc này nó trôi qua. Đời người nó hữu hạn, em đừng có đợi. Bởi vì đôi khi có những cái chuyện mà mình đợi đến khi mình muốn làm á, nó không còn cơ hội cho mình làm. Hiểu ý chị không? Dạ em hiểu. Đi tiếp một cái chặng đường thứ hai là em tự lập với đời sống của riêng em, thì nó có phải là những cái trải nghiệm khỏe mạnh, hạnh phúc không? Hay là bản thân mình cũng lại tiếp tục gặp những cái niềm đau khác trong cuộc đời? Năm 17 tuổi, lúc đó biết dư tính em như thế nào? Lúc đó còn đi biển không? Dạ không, em lên Bình Dương rồi chị. Thế thì lúc đó mình có cái kết luận gì về giới tính của mình nè? Lúc đó là em cứ nghĩ là A cực BD là không thích. Sau khi lên Bình Dương em biết, hồi thấy mọi người BD con trai quen nhau là chuyện bình thường. Trên BD vui quá. Trời đất ơi, rồi sao? Mình thuộc nhóm nào trong LGBTQ+? Là gay. Là gay. Dạ. Thế thì lúc đó là mình có come out với ba má không? Chưa chị, chưa. Lúc đó em come out với người chị em trước. Rồi từ từ em mới come out chung họ. Bắt đầu gia đình mới xuông từ từ mới chấp nhận. Thế thì lên Bình Dương thì quen ai? Em có quen anh chàng ở Tây Ninh. Là tụi em quen qua mạng, có sở thích chung là dancer. Tại vì em rất thích nhảy chị. Quen là tầm 1 tháng là tụi em đã gặp nhau rồi. Mình nói chuyện sau 1 tháng rồi đó thì hai đứa gặp mặt thì gặp ở đâu? Gặp ở Bình Dương hả? Dạ, lúc đó bạn ở đó Tây Ninh dậy xuống Bình Dương. Rồi hai đứa mới đi chơi. Từ từ hai đứa quen nhau, quen mà không quen cho mập mờ. Mập mờ là sao? Là không công khai bất cứ trên mạng mà chỉ có gia đình biết thôi. Cái sự mập mờ nó phải nằm trong cái mối quan hệ giữa hai đứa. Còn cái câu chuyện công khai hay không công khai đôi khi nó chỉ là một cái phát ngôn mà mình dành cho mọi người thôi. Nhưng mà nếu như giữa hai đứa, thứ nhất hành vi yêu đương là có, hẹn hò là có, gọi nhau là một danh xưng đặc biệt trong một mối quan hệ đặc biệt là có, thì mập mờ cái nỗi gì? Người ta mập mờ là như vậy nè, nhờ gọi nhau bằng bạn thì không gọi, nhưng mà gọi nhau bằng một tiếng người tình cũng không chịu gọi luôn, thì cái đó người ta mới gọi là mập mờ. Rồi thế thì giữa hai đứa ứng xử với nhau theo kiểu nào? Rồi xưng anh em bình thường. Xưng anh em bình thường. Nhưng đặc biệt danh trên Messenger để trái tim đàng hoàng luôn. Là gì? Là bé người yêu. Trời ơi, vậy thì mập mờ cái nỗi gì nữa không? Nhưng em thì lại thích công khai lên Facebook. Cái chuyện công khai nó là tính sâu nha. Em phải phân rõ hai cái chuyện này nè, nếu không là em mai mới bị trát tiếp á. Công khai hay không công khai nó nằm ở cái chuyện đó là mình muốn hay không muốn nói với cộng đồng. Nhưng mà giữa hai người nè, thì là cái gì của nhau thì nó đã rõ ràng rồi. Vậy thì ngoài cái chuyện gọi nhau là bé người yêu thì có hẹn hò định kỳ không? Cũng không hẹn, khi nào rảnh thì có nhắn tin hai đứa cứ gặp nhau thôi chứ. Là bao nhiêu lâu gặp một lần? Cũng 1-2 tuần. Trời, 1-2 tuần thì còn đòi cái gì nữa, trong khi đứa ở Tây Ninh đứa ở Bình Dương. Gọi là đụng chạm cơ thể có không? Ôm hôn nắm tay hay là có những cái mối quan hệ sâu hơn? Là chỉ em tụi em chỉ nắm tay rồi ôm nhau bình thường thôi, không có cho đụng chạm luôn. Mà vậy kêu bằng mập mờ. Khi mà hai đứa về gia đình của nhau á, thì bạn đó giới thiệu em với gia đình là cái gì? Người yêu của nha. Bạn thì nói người yêu mà em thì không muốn.
Vậy thì cuối cùng, ủa vậy cuối cùng đứa nào mập mờ? Em mập mờ chứ người ta đâu có mập mờ. Tại vì á, em thì muốn công khai trên mạng, tại vì em muốn đánh dấu chủ quyền của em á chị. Thực ra cái việc công khai trên mạng thì tùy vào tâm tính từng người ha. Dạ. Nhưng mà nó không phải là một cái tuyên ngôn để mình xác lập một mối quan hệ đâu. Chí ít là nếu như mà nói rằng là trong cái mối quan hệ này, cái sự rõ ràng của hai bên ai nhiều hơn thì chị lại thấy bạn kia nhiều hơn em á. Cuối cùng thì mẹ lại cho em ăn xong. Buổi tối đó cũng im điềm đó, nhắn tin là em hỏi là đi học gì chưa. Tầm 8 giờ tối bạn im lặng. Cái quan hệ không sao, em nhắn tin là nó hôm qua đi học nghỉ về rồi sao không trả lời em. Cái cuối cùng bạn mới nói là không quen em được nữa, mình tạm dừng đi. Bạn vừa nói với em là tạm dừng hôm nay. Qua ngày hôm sau em thấy bạn đăng ảnh của một người khác và để hẹn hò chung với người đó luôn. Sau khi mà bạn nói với em là bạn không tạm dừng với em á, bạn tự động xóa biệt danh. Bắt đầu từ một thời gian em có lóc bạn, lúc đó em off Facebook một thời gian luôn. Cảm thấy mình được có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy, tự nhiên nó lại sáng nghe là bị chuyện như thế. Thế khi mở lên thì bạn có những lời xin lỗi em, bạn không có cố tình làm như thế, bạn hết tình cảm với em. Trong cái cuộc tình gì đời em thấy em sai chỗ nào không? Em thì có nhiều người bạn trong giới như thế, người ta cũng đăng Facebook lúc cái kiểu mà em thì thích theo người ta đó, giống người ta cái kiểu như vậy, xong rồi mới xảy cái chuyện như thế. Thực ra mình có thấy lúc đó mình trẻ trâu không? Mình trẻ trâu và mình dùng một cái từ khác là đôi khi mình cũng hơi học đòi, trong khi cái chuyện tình yêu là cái chuyện của mình. Thực ra nếu như mà em không có tập trung vào cái điều này thì những cái cuộc tình sau của em á nó cũng lằng nhằng vậy á. Thực ra khi chúng ta yêu là chúng ta yêu cho chúng ta cảm nhận mà, chứ đâu phải chúng ta yêu cho người ta coi. Cách đây 1-2 năm, cái cách mà em yêu là em đang yêu cho người khác coi. Và cái việc mà mình yêu cho người khác coi nó làm cho cuộc tình của em á, nó mỏi mệt. Em mệt một đằng mà đối phương em cũng mệt nữa. Cho nên em không có bị cấm sừng đâu. Tại vì nếu như em bị cấm sừng á, thì người ta đã không tuyên bố cái điều đó với em đâu. Khi nào em biết là tự em biết. Một cái đứa cấm sừng nó sẽ là như vậy nè, nó vẫn tiếp tục quen với em. Nó vẫn tiếp tục để cho cái mối quan hệ của hai đứa như vậy, vậy đó. Rồi thời gian còn lại thì nó dành cho cái cuộc tình kia. Còn tính ra cái người yêu cũ của em người ta cũng fair play lắm rồi nhở. Như chị nói đó, em mới là cái đứa lật lọng chứ không phải người ta đâu. Người ta giới thiệu em với gia đình người ta là người yêu, em không giới thiệu. Người ta đề nghị em là người yêu, em không thừa nhận. Xong rồi các em kêu là không cập nhật tình trạng trên Facebook đi. Ê bấy chơi gì, ai chơi chú lại bấy. Mà nhìn không sao đâu em. Lúc đó chạy trâu nhưng bây giờ cảm thấy đúng. Mình đã trưởng thành. Ai muốn trưởng thành cũng phải đi qua một thời trẻ trâu. Vậy thì nếu như bây giờ mà giả định em có một người yêu nha, nói một cách nghiêm túc nè. Dạ. Em sẽ xây dựng tình yêu của em theo kiểu nào? Là nếu mà giọng có bộ em cũng enjoy cái kiểu mà họ... Sau cái số này mọi người hẹn hò với Nhật đi mọi người. Enjoy với mọi người cái kiểu là biết họ thời gian họ đi làm mình sẽ không phiền. Đúng rồi. Họ đi làm mình phải đi làm, bắt đầu mới xây dựng lên một mối quan hệ tốt. Chính xác. Dù chúng ta có tìm được một anh rất là giàu đi chăng nữa, dạ, thì cái rồi. Việc mà bạn có sự nghiệp riêng, bạn có cơ đồ riêng, bạn có mối quan tâm riêng, nó tạo ra cho chúng ta một cái thế rất là an toàn. Và cái cách mà mình chăm sóc cuộc tình của mình nó cũng không phải là cái cách bị phụ thuộc. Rồi tiếp tục. Thời gian rảnh thì mình vẫn quan tâm nhau. Ok, đúng, đồng ý chỗ này nhưng chỉ chỉnh tí thôi. Là không phải rảnh mới quan tâm. Điều này không có nghĩa là lúc nào bạn hú người ta cũng phải có mặt nha. Người ta cũng có công việc của người ta mà. Nhưng mà người ta bận. Đúng, người ta bận thiệt nhưng mà người ta luôn có một cái lịch trình dành cho mình. Còn nữa không? Chỉ là như thế là đủ. Như thế là đủ hả? Như thế là vẫn còn bị trá. Phải có những cái tuyên ngôn rõ ràng và phải trung thực. Rút kinh nghiệm từ cuộc tình cũ, tập trung vào cái danh phận một cách đúng nghĩa. Mình biết nhau, những mối quan hệ thân cận nhất biết nhau, những cái mối quan hệ đặc biệt biết nhau. Và gọi nhau là cái gì thì nói cho nó rõ ràng. Còn cái chuyện mà có công khai hay không nó tùy đi em. Nó không phải là tiêu chuẩn đánh giá. Làm được tất cả những cái điều đó thì chí ít là mối quan hệ của mình nó cũng đã vững rồi đó. Dạ. Còn lại vung bồi vô thêm. Vậy thì hy vọng là trong tương lai thì Nhật cùng với những bạn khác, những bạn trẻ mà đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ có cách để mình xây dựng một mối quan hệ khỏe mạnh ha. Không yêu thì thôi. Yêu thì yêu nghiêm. Đúng, yêu thì yêu nghiêm túc, yêu là yêu có chăm sóc, yêu là yêu có vun bồi, có mục tiêu chung. Dạ đúng rồi. Cũng chị phải nói được với nhau là mình yêu nhau đến khi nào, rồi sự nghiệp chung của hai đứa là gì, rồi tương lai là tụi mình có về một nhà không? Về một nhà thì có quyết định có con có cái không hay là kệ nó một cái đôi trẻ rồi cùng già đi với nhau. Những cái chuyện đó không biết là nó có tới hay không. Không. Nhưng chí ít là người ta yêu nhau, người ta có nói những cái điều đó để làm chi? Để tạo ra một cái niềm tin. Cuộc tình này nó còn nhiều tiềm năng để phát triển. Dạ đúng đó. Rồi. Và trong quá trình đó thì đúng như Nhật nói, cái việc mà mình nhường nhịn, mình vì nhau là một cái tiêu chí rất quan trọng để xem là mình có yêu nhau hay không. Rồi khi nào mà coi như là sự đời nó ập tới, rồi có những cái điều nó bất khả kháng, hoặc là khi mà mình cảm thấy là mình tự nhiên mình bị phai lợt tình cảm, hoặc người ta không muốn tiếp tục,
thì thôi coi như tới đó là mọi chuyện nó dừng, nhẹ nhàng buông xuống, nhưng mà lúc chưa buông thì phải say. Rồi cảm ơn Nhật rất là nhiều. Một cái câu chuyện chị tin là nó có rất là nhiều những cái trải nghiệm đã diễn ra trong đời của em, nhưng mà vì thời lượng chương trình có hạn, chị chỉ hy vọng là sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay nè, thứ nhất là mình gói cái tổn thương với gia đình của mình lại bằng cái cách là mình hiểu rằng mỗi người trong gia đình của mình họ đều có những cái dính mắc riêng của họ, họ đều có cái nỗi đau của họ. Cái thứ hai đó là mình sẽ tin tưởng tiếp vào tình yêu thôi. Và khi nào tình yêu tới thì mình nhận, và mình nhận xong thì mình dung bồi cho nó một cách trưởng thành. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em mình ngày hôm nay. Mình cũng hy vọng rằng là đâu đó nếu như trong cuộc sống của mọi người có những cái dính mắc nó cũng gần gần như vậy, thì hy vọng là mọi người cũng đã gạch được một vài gạch đầu dòng cơ bản để có thể ứng dụng riêng cho mình, để giải quyết vào những cái dính mắc trong gia đình, hoặc là để tin tưởng và xây dựng một cái tình yêu mà mình đang có. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Là mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Đang bên dạy mầm non em. Dạ em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái điểm mạnh của mình: hát hò, nhảy múa, nấu ăn, cái gì mà cái gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Kêu các em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè? Dạ chắc là thấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm ạ. Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm em 25. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu ly hôn em? Dạ tụi em sống với nhau được rồi. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ, hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn, còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em dừng lại. Cho chị một cái chủ đi, cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi, ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ, mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý, nói là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với
ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ hết. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm. Gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi mà em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á, thì hồi trước tới giờ là không có ai là ly dị hết. Bây giờ anh mà cưới em á, thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác. Chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi. Sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Một người em rồi. Định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao 1m5. Dạ em cao 1m6. Rồi, 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường nè, là chị thấy được là cái anh đó là ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình tóc tai mình có thể thay đổi được. Em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thôi chị sẽ. Nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hoa ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ, mập hay ốm hả? Em thích là vừa mập mẫm mỉm là được rồi. Không ốm quá, cũng không mập quá. Em rồi. Có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu của em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được.
mẫu người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán tuổi thì hơn tuổi của em không, hơn từ từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta đang giờ sẽ biết cách nói. Nhỏ hơn cũng được nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy. Em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi, đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em nên em không có niềm tin nhiều giống còn ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ. Ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi. Chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay không? Hay khóc qua hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đâu á, giờ lên sân khấu mà run cũng khóc. Là chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85 sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng nhờ em cũng kết hôn một lần rồi ạ và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi, em có ba em bé gái rồi thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng em kia thì ở với ai chị? Dạ. Hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy. Xong cũng gia đình cũng đón về xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi. Trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một ở bên Nhật thì em cũng có yêu một người yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Thế lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đầu, đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì
đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng như chính là do mình chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần, và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. À, hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Dạ em hỏi xíu anh chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? À, cái mà mình chia tay ấy thì là có em bé ba là mới có mấy tháng rồi. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động muốn ở với bố, lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1, thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi, thì lúc đấy mình lại về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn, thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được một năm, tính ra là được một năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, và dự định khi nào mình cướp bé về không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người, trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu, nhưng mà kiểu nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành, cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy, tại vì thì bố mẹ thì cũng một ngày một già đi, lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng, thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Có rồi. Bé được không sao cả, vấn đề để đó đi, ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình này kia thì sao chị cứ ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị? Chị cho em cái cụ thể đi. Ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị. Nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em, để em còn nhìn bằng mắt á, thì em mới thấy được là cái anh đó mới phù hợp với chị. Chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Còn nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to một chút, nhìn phải đứng đắn một chút chứ không, nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy, nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần, là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì
Nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó. Có nghĩa cái không, đấy cái này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi. Rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này. Thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ.